Thôi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trong tựa game Oru Gup cùng Trên Ly Gamer. Và ngày hôm nay thì phải nói là một ngày rất là buồn. Review video lần trước Gen K1, anh em chơi quá à. Đang chuẩn bị luyện lên Gen K2, anh em bạn cái muốn dẹp luôn rồi. Tại vì Gen K1 là anh em quá là chơi đi, phải nói là chơi vô đói, chơi vô thần, chơi ma khóc quỷ hờn luôn. Mà đúng thiệt, mình xài mình cũng thấy nó rất là chậm anh em à. Đây nè, bật lên cho anh em coi ha, cái đuôi này á, phải nói là nó chậm vô thần luôn á. Tuy là cái lượng đam của nó rất là mạnh, nhưng mà mình thấy chọt chọt chỉ chỉa như thế này là mình thấy là bị delay rồi. Trong khi nè ha, những cái đuôi người ta nè, mình sẽ gồng cái trạng thái 4 đuôi lên nè. Đó, anh em thấy chọt chọt nghe nó đều không? Nghe những cái tiếng rít gió nó đã ghê luôn á. Còn cái đuôi kia là muốn dẹp rồi. Mà bây giờ á, mất tinh thần rồi. Anh em làm pha mất tinh thần quá. Định luyện lên Gen K2. Anh em thấy à, Gen K2 mình còn nhiêu điểm nữa? Chỉ có tầm khoảng 23.000 RC nữa mình lên Gen K2 rồi. Bây giờ dẹp luôn, dẹp luôn. Anh em bạn cái ghét quá, dẹp luôn. Theo update mới luôn nha anh em. Hiện tại là mới up cái đuôi như Yamu 1 gì đó. Thì mình sẽ thử đi mua thử ha. Rồi reset nhân vật lại đi mua. Ok á. Ủa mình bấm reset cái con nhân vật cũng làm gì mà nó đơ ra vậy? Nó phải như vậy. Đến chỗ mua đuôi. Bây giờ là không luyện gì hết nè, dẹp rồi. Mình sẽ chuyển sang chế độ dẹp tiệm. Đâu ta cái đuôi đó đâu ta? Nghe nói có úp gì mới á, mà mình có xài cái đuôi đó bao giờ đâu biết úp mới gì trời. Rồi bây giờ xài thử luôn đi anh em. Cỡ mà lúc trước á mình mua mình xài rồi, mà bây giờ nó úp lên đó thì mình còn biết nó thay đổi chiêu gì. Rồi cái đuôi hình dáng sao? Chứ bây giờ như thế này là thấy không ổn rồi. Thôi kệ ha. Mua nha anh em thì có thay đổi chiêu thức gì đó thì anh em nào mà chơi lâu năm á, có thể là tự xây chuyển càng khôn lại ha. Trời ơi, cái gì mà đắt đỏ mùi hỏng đây? 50 triệu yên à. Thở đồ quỷ này. Mình lo được. Ủa mình nhớ không nhầm á, là cái này lúc trước là kéo lướt lướt là 7 triệu rưỡi yên à. Mà bây giờ là nó lên đến là 50 triệu yên là sao? Trời. Tăng. Rồi, coi như là mình đã bắt. Ui, ủa tại sao lại có 800 RC ta? Là sao? À cái RC cơ bản mà khi mua cái đuôi này á hả? Rồi. Lên. Ho, để xem nào. Xem nó có cái gì up mới đây. Ô. Oh. Cái chiêu này phải chiêu này mới không anh em? Wow, mình thấy chiêu này BK được nè nha. Ủa nó xảy hoài vậy luôn ta. 50 triệu. Đáng tiền mua anh em à. Anh em bấm một phím E đó, nó xảy hoài luôn. Nó xảy hoài luôn nè. Mình không biết là cái đuôi này lúc trước thì nó có như vậy hay không, mình không biết thấy không. Nhưng mà mình thấy là bên ngoài á là có để úp. Ôi ngon ta. Có bay được không? làm cái cánh máy bay trực thăng luôn đi cho ngon. Rồi à. Rồi là chỉ chẻ, chỉ chọt, chỉ đẩy lại thôi anh em à. Rồi cái đó là ép nè. À, mình thấy có chiêu E này đó. Chiêu E này farm ngon. Đó. Đi thôi. Anh em chỉ cần bấm cái chữ E một cái thì nó sẽ giữ luôn như vậy luôn ha. Nó giữ luôn, giữ hoài, giữ mãi vậy á. Mình không biết có hết hay không. Không, mình thấy cái này BK mà chạy lòng vòng là coi như là quýnh mấy bạn kia rưa nha. Chứ chả chơi đồ hôi chết rồi, chết bạn này rồi. Rồi sorry bạn, thấy không? Quên, Ali vô Ali. Ali hết đi. Không biết là nước ngoài hay là bạn Việt Nam. Vì mình cứ Ali vào hết đi. Lỡ bút xa là gà chết. Mà không có sợ mình chết, mà sợ mấy bạn á, giết mình thôi. Chứ không sợ mình chết anh em à. Giết nó khác nha. Giết nó khác, mình tự chết nó khác nha anh em. Sợ anh em chà mình thôi à. Anh em chà mình lên bụi. Chứ mình đâu có tự động giày mình chạy mà lăn ra chết được anh em. Phải anh em có tác động vào. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi. Là mình giật cả mình, tự nhiên nó giật cái bắt lên cái. Hết hồn à. Đang quay clip, đang khuya nha. Đang khuya nha, coi mấy giờ rồi.
12:47. Không sao, tình hình vẫn còn ổn mà cặp đang chơi game ngạo quỷ nữa chứ. Vui à nha, để xem trạng thái đuôi coi. Ồ á, cái da mô một này chắc là nằm trong đây. Mà bây giờ trời ơi, 1 triệu RC này đẩy một cái code vô là một cái là ngon lành cành đào liền. Rồi đi 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 sấy chơi anh em à. Ủa cái gì đây mà sách sách cặp táp rồi đứng đây nhìn chát chết gì. Ồ hố ồ gì đây vậy, quái gì đây. Biệt đội săn ngạo quỷ nhiều dữ à. Ở đông quá không nên đụng anh em. Còn đây bày trò gì đây trời đất ơi. Sao tối mà có những cái cảnh mà nó hô nó ba cà quá ta. Tại sao lại có cái cảnh gì? À hình trái tim nè anh em, hình trái tim nè. Đó đeo hình trái tim không? Mình thấy đúng ba cà luôn á. Thì mình có quen một bạn bên Nhật. Thì bạn bên Nhật nó bảo là cái hô mà mình nói lúc nãy đó anh em. Và cái ba cà đó, cái hô đó thì cái dạng mà nghe ngu ngu á, dạng ngu ốc chó đó thì sẽ sử dụng cái từ hô. Còn mà cái ba cà đó là dạng khùng khùng điên điên á. Đó. Nhưng mà nó cũng có thể dành cho những nhân vật nào đó mà ngu ngu như mình nè. Đó cũng có thể sử dụng ba cà được, nhưng mà ba cà thì nó nặng hơn tí là cái dạng mà điên khùng thấy không? Còn mà hô thì nó nhẹ hơn một tí. Tuy là cái nghĩa nó khác nhau, nhưng mà cái trong lúc nói á thì cái độ nặng, độ nhẹ của nó cũng khác nhau luôn nha anh em. Đó, cái đó là tiếng Nhật nha. Thì mình đọc như vậy chắc chắn sai rồi đó. Tại vì mình đâu có đi học tiếng Nhật, cũng đâu có đọc đúng tiếng địa phương đó đâu. Trời ơi, gì vậy? Trời đất ơi, của con quái nào gây ra vậy? Đừng nói là chỉ có một cây kiếm đó nha. Trên tay một cây kiếm mà sức sát thương khủng vậy. Thôi tốt nhất chúng ta anh chùa đi thôi, nguy hiểm quá à. Trời ơi, cái này á các bạn, các bạn chỉ cần auto lít. Ôi, cái này không được rồi. Mình phải ngừng lại. Trời ơi, mình tưởng đâu là auto lít ngon lành cành đào, cành chuối gì chứ. Nào ngờ sấy chết người là phải bấm e ngừng lại đi hút anh em. Ôi ôi, thất bại rồi. Mình tưởng đâu là ngon cơm rồi. Mình sấy vậy mình có thể auto lít farm ngon ha. Cuối cùng giờ cũng phải phương án cũ rồi anh em. Cũng phải chích thôi à. Trời ơi, chậm dữ à. Quơ đu bên kia. Ủa cái gì? Gì quơ con đu bên kia. Trời ơi. Một phát một là nó đi tông à. Không mà nó chậm hơn cái đuôi Ken mà ở cái dạng bốn đuôi đó anh em. Chọt 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 nghe rít gió đã lắm. Mình mê ở dạng bốn đuôi chọt chọt rít gió phê. Bốn đuôi mà dạng đuôi bự chứ không phải đuôi nhỏ nha anh em. Ken có hai loại ha. Loại bốn đuôi bự và bốn đuôi nhỏ. Còn cái này để mình coi mình lên cái dạng Yamo K1 coi. Không biết là mạnh hay không nữa. Nói chung là mình có hai dạng, mình có thể biến đổi dạng nào cũng được hết. Mã này hình như là nó úp chiêu này đúng không anh em? Tại vì mình coi á, mình xem mấy youtuber nước ngoài đó thì thấy họ mua cái đuôi này cũng xây như thế này nè. Mà đáng lý ra mình đâu có mua. Đang xài cái đuôi Ken ngon lành anh em chơi quá à. Lỡ lên Ken K2 anh em chơi lên bụi lên sình nữa là sao, nên thôi thất bại. Nên là mình quyết định là để từ từ review sau. Bây giờ là lo tập trung chuyển qua cái đuôi này để tham gia cái sự kiện luôn anh em à. Nói sự kiện thôi chứ review thôi. Tham gia cho nó đúng cái lộ trình update của nó hay không. Cũng phải cập nhật tin tức gì mới mới chứ nè. Mình thấy có rất là nhiều bạn mua cái đuôi dạng này ha. Để tham gia cái đợt update mới này. Cho theo luôn đó mà. Yên thì bây giờ là mình đã hết đâu 50 triệu để mua cái đuôi này rồi. Ken là chỉ có 500 ngàn yên thôi. Cái đuôi này giọng cho mình tới 50 triệu rống không. Vô nhận lại chút ít anh em à. Nó lại 4 triệu 3 hay không. Thì anh em nào á cứ farm cái điểm rep này cao lên ha. Anh em chơi á cứ farm cái điểm rep này cao lên. Rep càng cao thì anh em sẽ nhận tiền càng nhiều trong vòng 2 tiếng á. Anh em lại đây anh em nhận ha. Thì một ngày anh em chỉ cần on đâu tầm
4 tiếng hay 8 tiếng gì đó thì anh em nhận nhận lại thì cái số tiền nó cũng quay về như cũ rồi. Mình bây giờ mình nhận tầm chục lần là 40 triệu rồi, ngon quá còn gì. Nhưng mà phải 2 tiếng mới nhận được lần. Trời ơi, một chục lần là anh em phải treo đến 20 tiếng á mới nhận được á. Chứ không phải vẫy đâu anh em à. Thấy ham vậy thôi. Không có dễ dàng đâu. Ây, 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 kìa. Cái con Tatara kìa. Ây, con cú này cú boss phải không? Đúng rồi, vô. Vô ăn ké liền à. Được. Hồi sinh ngay đây. Thấy cú là vô đập liền. Đầu cú đâu? Lên đuôi chứ. Sấy con cú. Rồi xong luôn. Quy tiên mình. Tiếp xuất hiện nữa. Lên đuôi. Sấy con cú. Đó. Ngon. Ây da, nằm trong đây mà nó cũng quýnh xuyên tường được nữa. Con quỷ đó. Được lắm. Ra sấy nòng nữa. Nó. Cú đâu? Có điểm không nè? Đó. 200k RC nha anh em, 200.000 RC ha, một lần giết con cú là được 200.000. Anh em giết 10 con là 2 triệu rồi. Mà mình thấy anh em và các bạn comment á là con này á là có 50 phút là farm ra rồi. Mà ở trong server VIP mà đủ đẳng cấp tí thôi là farm phải ru. Gặp giờ cái chiêu này hỗ trợ nữa mà không biết đam như thế nào thôi. Mà thấy cũng khủng mà. Đó. Con này mình rơn cái gái là nằm dùng liền. Ăn nó chứ. Lũm liền. Tự con này làm gì mà nằm la liền không trung còn sống hay chết đi ông nội. Thứ quỷ đó nhìn là biết là giả bộ ra rồi à. Đậu gì vậy gì à? Pháo bông đâu nổ à? Mình nghe cái tiếng pháo bông đâu người ta, mình tưởng đâu máy tính mình hư chứ. Trời ơi. Mình tưởng đâu đang quay game máy tính bị chậm điện à trời đất ơi. Đó. Trời ơi bạn này gồng điện ở dưới chân. Ê. Làm nãy giờ máy tưởng đâu máy tính nó đang bị chậm mạch chậm điện đâu chứ quay xong cái đuôi này cái cháy nổ luôn rồi nha. Đau lòng lắm. Mua lại dàn PC mới nữa mệt lắm anh em à. Rồi bây giờ đi đâu nữa ta? Đi nhận cái nhiệm vụ. Ủa mình sử dụng đuôi này mình quay chết nó không tính nhiệm vụ cho mình hay sao rồi ta? Để coi thử ơi. Test thử cái mảng này luôn nè. À có mà. Rồi tưởng đâu không tính nhiệm vụ cho mình chứ. Phải tính. Đó mình đứng đây mình quay mình sấy như vậy. Mình nghĩ là anh em. Con kia định núp anh em làm sao núp được mình. Tai nghe của mình là có thể nghe được từng tiếng bước chân của những con quái vật. Mà nó chui, nó lùm, nó trốn. Anh em thấy chưa? Mình xây qua là mình thấy con quái vật đứng me mình liền. Làm sao có thể trốn mình được. Phát hiện bạn đó hồi nãy đi theo mình canh me KS ha. KS lính của mình. Mà thằng lính nó chết rồi mà mình còn đi luôn. Em biết con nhân vật mình mạnh cỡ nào mà. Đó là anh em đừng có đụng vào. Đụng vào là coi như là phỏng tay phỏng chân á nha. Mạnh lắm. Một hit một là quy tiên ngay. Đụng vào là không có tiền đâu đền đó anh em à. Anh em có tiền đền con nhân vật mình không? Mà anh em cứ biến thành con Tatara rồi biến thành con Eto rồi cứ me đụng bắn đít mình. Không được à. Thền nha anh em, thền chết nha. Rồi đủ. Ôi, được 2 triệu 2 rep rồi, đã quá. Sướng gì đâu. Ôi, cái điểm gì đây? Điểm gì tới 2.600 như vậy? Thôi biết rồi, điểm đuôi cái gì? Thường là mấy bạn sẽ nâng cái điểm đuôi đó thiệt là cao luôn ha. Thôi, bây giờ lên trả nhiệm vụ đi. Còn riêng điểm đuôi để từ từ. Nó quá. Được mớ nữa nè. Ui cha. Ở đâu người ta? Cái đó là mình không biết thiệt. Anh em thấy không? Mình
mình biết là có ai đó mà đang nhìn trộm mình á, cái mình kéo chuột xa ra vậy, mình nhìn xung quanh rồi, mà cuối cùng số trời đã định là quy tiên là quy tiên à. Lên đuôi. Thôi được rồi nha anh em, mình nghĩ là video ngày hôm nay thì review về cái đuôi mới này thôi ha, đuôi Yamu 1 nè. Còn mình sẽ lên cái dạng Yamu K1 nữa ha. Là ok, chỉ 1 triệu thôi. 1 triệu á thì mình nhập code được anh em à, nhưng mà thôi. Cái chuyện farm được thì farm, cứ vào server VIP mà kiếm cái con Eto đó mà farm cho dễ. Bây giờ dày thì farm tầm 4 con nữa thì lên được 1 triệu rồi, xài được cái dạng thứ hai rồi. Cần gì mà phải nhập cái code vô chỉ cho uổng. Code là để phục vụ cho những cái con nào đó mà RC cao cao. Thì anh em có thể là comment cho mình biết thử xem là cái con Tatara biến thành được cái dạng Tatara đó là cái RC bao nhiêu. Rồi cái con Eto á, biến thành dạng Eto RC bao nhiêu để cho mình biết ha. Rồi mình chuẩn bị luôn. Còn nếu mà RC mà thấp thấp tầm 3 triệu hay 4 triệu gì đó quá bình thường rồi. Mình không tin là mấy con đó là 3-4 triệu đâu ha. Tại vì cái đuôi của Ken đó ở cái dạng cuối á thì mình đã phải bỏ 7 triệu rưỡi RC ra để có thể biến thành cái dạng cuối. Thì không thể nào mà ở những cái dạng cao cấp hơn như vậy đó. Chẳng hạn con Shike này nè, Shike nó bứa mình. Đó, chẳng hạn như con Shike đó đi, thì đã lên được cái dạng đó rồi, không thể nào mà rẻ được anh em à. Thì nếu mà nó có rẻ thì cũng không sao cả. Thì con Shike đó hình như là nó còn lên dạng con Tara nữa không ta ta. Ý, cái dạng Shike đó là lên con Eto, đúng rồi. Biến lên cái thằng cha già bự, sau đó là lên Eto đi bốn chân. Mình cũng biết đúng hay không nữa. Tại vì cái con Shike đó mình cũng biết là nằm trong cái dạng đuôi nào nữa. Thì anh em nào biết thì cũng comment cho mình biết ha. Tại vì lúc trước mình chơi thì mình không có sử dụng nhiều đuôi. Và mình cũng không biết là cái đuôi hiện tại mình đang sử dụng là nó thay đổi cái gì nữa. Thì mình nghĩ là cái chiêu E quay quay này nè. Tại vì từ trước đến giờ mình chơi cái tựa game Oro Gup này đó thì mình không thấy cái đuôi mà nó xây như trong trống như thế này, làm như là cái cánh máy bay trực thăng nè. Mình chưa gặp bao giờ hết. Chắc mình nghĩ là cái này nè ha. Đó, cái đuôi này là nó thay đổi cái chiêu này, hoặc là có thể là đuôi mới ra luôn. Tại vì mình cũng không có biết những cái dạng đuôi á, nên là mình cũng không biết là cái đuôi nào mà còn cũ, cái đuôi nào mới, rồi thay đổi chiêu thức gì. Thì anh em biết thì anh em cứ comment bên dưới giúp mình ha. Rồi thì trước khi kết thúc video thì mình sẽ review cái hệ thống chiêu thức lại sơ, rồi sau đó là mình off video nghỉ ha. Thì chiêu E thì chắc chắn rồi, anh em chỉ cần bấm vào cái chữ E thôi là sẽ xoay như thế này ha. Còn trên điện thoại thì mình không biết như thế nào. Đó, thì sẽ quay hoài vậy luôn. Chừng nào anh em bấm E cái nữa anh em tắt đi thôi thì nó mới biến mất. Rồi, kế đến là cái chiêu R. Đây, cho anh em coi chiêu R đâu rồi. Cái con nãy đây đâu rồi ta. Đây, đó. Thì anh em sẽ lấy hai cái đuôi, sau đó anh em chọt thẳng ha, đẩy thẳng về trước. Đó, mình thấy chiêu hồi nó cũng khá là nhanh á, chứ nó không có chậm. Rồi, kế đến là chiêu F nè. Chiêu F thì mình cũng chọt về trước luôn anh em. Ủa sao hai chiêu này mình thấy giống à. Cái chiêu R này đó là chọt hai đuôi thẳng về trước. Còn chiêu F này á, cái chiêu F này là mình dạng mình quất cái đuôi ngang qua chứ không phải là chọt anh em à. Cũng giống như chọt nhưng mà thật sự là cái đuôi nó quất ngang qua ha. Quất ngang ra chắc là chiêu đó là nó dạng hất tung hay sao đó. Rồi thì cũng cảm ơn anh em và bạn đã bỏ một ít thời gian ra để theo dõi video của mình trong ngày hôm nay ha. Và hẹn gặp lại anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp của mình nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại. Nếu chiêu thức thay đổi hay là cái đuôi gì mới mẻ gì đó thì anh em cứ comment cho mình biết và mấy bạn biết ha. Rồi, hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.